xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trong series uh, uh, quay và dựng video cơ bản của tú thanh blog thì như ở trong video trước thì mình đã có giới thiệu với anh em về cách để anh em có thể lựa chọn crop body hay full frame body cho người mới bắt đầu làm video thì cái video hôm nay mình sẽ nói về một vấn đề quan trọng khác về mặt thiết bị đó là chúng ta phải lựa chọn ống kính như thế nào cho người mới làm video thì thực sự là video này mình làm để hướng tới tất cả những anh em đang bắt đầu làm video cũng như những anh em đang băn khoăn trong việc gọi là mình có nên nâng cấp thiết bị hay không, có nên lên thiết bị nữa hay không, vân vân và vân vân để có được những cái góc nhìn và những cái đánh giá phù hợp nhất đối với anh em để anh em tự đưa ra được một cái quyết định nào đấy trong cái lựa chọn của mình chứ mình không áp đặt cái câu chuyện đấy vào anh em. Thì đầu tiên là để có thể lựa chọn cái ống kính thì chúng ta phải phân loại nó đã thì hiện nay thì mình sẽ phân loại ống kính theo hai cái nhóm khác nhau đó là nhóm ống kính đa tiêu cự và nhóm ống kính fix một tiêu cự thực sự thì chúng ta có rất nhiều các cách phân loại như là ống kính mf này ống kính af này ống kính cine này n các điều thứ tuy nhiên thì ở trong phạm chủ của video này thì mình sẽ phân làm hai loại chính kia thôi và những cái ống kính như cine hay là ống kính mf thì mình có riêng một cái video để dành cho anh em cho những cái gọi là ống kính đấy vậy thì Tiêu chí đầu tiên mà theo mình thì anh em nên đưa ra trước khi anh em quyết định gọi là chọn lựa một cái ống kính ấy để quay video đó là cái mục đích và hoàn cảnh sử dụng của anh em. Nếu như anh em là những cái người ấy mà thường xuyên quay những cái như là sự kiện này, hội nghị này, hội thảo này, báo chí này, tức là những cái hoàn cảnh mà chúng ta không thể quyết định được cái vị trí đứng của chúng ta là xa hay gần mà chúng ta vẫn phải tuân thủ theo cái quy định của ban tổ chức thì mình nghĩ rằng những cái ống kính đa tiêu cự ấy ống kính zoom sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất cho anh em đối với những cái ngành nghề hay là những cái lĩnh vực này bởi chúng ta không có nhiều tùy chọn mà chúng ta buộc phải đứng đúng cái khu vực đấy chúng ta không thể cầm máy nhảy qua rào vào gần được người ta nó bảo vệ nó đập chết kiểu kiểu như thế, thế là chúng ta phải chọn một kính ra tiêu cự có những anh em nào dạng làm theo kiểu gọi là làm vlog này làm travel này quay chơi này quay cine này quay linh tinh đủ kiểu thì chúng ta nên chọn một cái ống kính fix để chúng ta Uh, có được những cái chất lượng hình ảnh nó tốt hơn bởi vì chúng ta có thể set up được mà chúng ta hoàn toàn chủ động Thì anh em nên chọn fix ở trong cái hoàn cảnh này Hoặc không thì anh em có thể chọn một đa tiêu cự một fix cũng được tùy vào anh em Yếu tố thứ hai nữa mà mình muốn nói tới ở đây đó là anh em sẽ lựa chọn Một ống kính trong tất cả hay là anh em muốn sẵn sàng mang theo nhiều ống kính ở trong cái ba lô của anh em Thông thường thì rất nhiều anh em sẽ chỉ thích gọi là All in one tất cả trong một thì anh em sẽ có rất nhiều các loại lựa chọn ống kính như là uh, trên crop body chúng ta có 1805 này, 18135 này, 18200 này, trên full frame chúng ta sẽ có 1635, 2470, 200 100 400. Thì thông thường thì cái này nó sẽ thuộc về nhóm những anh em nào xác định gọi là mình kiêm cả quay cả chụp nhé Thì mình vẫn khuyên anh em là nếu kiêm cả quay cả chụp thì nên chọn một cái ống kính đa tiêu cự bởi thực sự lúc chụp ảnh thì nhiều hoàn cảnh lắm, nó rất là vô cùng như chúng ta kiêm cả chụp sự kiện chẳng hạn. À. Đấy thì đừng nên chọn một cái ống kính fix nếu như anh em kiêm cả hai cái mảng này. Còn nếu như là đối với cái việc gọi là ống kính fix làm chính và chúng ta sẽ sẵn sàng mang theo nhiều ống kính thì chúng ta mới lựa chọn cái loại ống kính gọi là fix này. Bởi thực sự anh em sẽ phải có fix góc rộng này, fix vừa phải này, fix tele này. Riêng cái đấy nó đã là tối thiểu phải có hai cái loại fix rồi là fix góc rộng và fix tele rồi nên là anh em sẽ phải mang theo rất nhiều ống kính và mua rất là nhiều loại ống kính đấy để trong một cái số tiền đấy nên là anh em sẽ phải cân nhắc ở trong hai cái hoàn cảnh này để làm sao anh em lựa chọn cho mình được cái loại ống kính phù hợp cái tiêu chí thứ ba mà mình muốn nói tới đó là độ trong và độ nổi khối của hình ảnh thực sự thì mình đã trải nghiệm rất là nhiều các loại ống kính cao cấp đa tiêu cự đến từ canon rồi đến từ sony nhưng anh em có thể xem cái review canon 2470 l mark 2 của mình ở đây thì thực sự là nếu để nói về cái độ nổi khối và độ trong của hình ảnh ấy thì ống kính zoom không thể so sánh với ống kính fix được thì khi chụp ảnh thì còn đỡ nhưng khi quay video thì mọi thứ khác rất là nhiều thực sự là ống kính fix nó mang lại một cái độ trong và độ nổi khối của nhân vật tốt hơn hẳn bởi vì đã là fix mà thế mới gọi là fix nên là nếu anh em thích những cái gọi là cho thật đẹp để có thể hậu kỳ này để có thể làm các thứ ấy thì mình vẫn khuyên là anh em nên lựa chọn một cái ống kính fix hơn khi quay video thực sự là fix nó mang lại cái gì ấy rất là tốt như mình có chẳng hạn giả dụ với crop body đi của sony đi mình có 1805 chẳng hạn và một cái ống kính fix 12 thôi thực sự thì cái ống kính fix 12 nó ống kính Y nhá ultra ngoài fix ultra wide, nhưng mà nó vẫn cho mình một cái gì đấy nó thích hơn về mặt hình ảnh so với là cái ống kính 18 mm f4 nó có một cái gì đấy rất là khác thì cái đấy nó đương nhiên là nó đến từ cái khẩu độ rồi đương nhiên là khẩu độ của ống kính fix thì sẽ to hơn đấy là cái tiêu chí mà mình đặt ra để cho anh em có thể biết được là mình thích cái gì thích nịnh mắt ấy, thì không nên chọn ống kính đa tiêu cự là theo quan điểm của mình cái yếu tố thứ tư nữa đó là vấn đề khẩu độ và bokeh cái câu chuyện về mặt khẩu độ nó sẽ quyết định rất nhiều yếu tố như là mình có nói ở trước ấy nó là yếu tố nổi khối và độ trong thì ống kính fix trong cùng một tầm tiền ống kính fix có khẩu độ to hơn và chi phí rẻ hơn rất nhiều so với là một cái ống kính đa tiêu cự khẩu độ lớn đối với uh, ống kính đa tiêu cự khổ lớn chúng ta sẽ có 16-35 F2.8 này, 24-70 F2.8 này, 70-200 F2.8 này, trong khi đối với ống kính fix chúng ta có 50 1.8, 35 1.8, 85 1.8, tất cả đều có giá tiền thấp hơn rất nhiều so với cái giải ống kính tiêu cự cao cấp kia 2.8, thậm chí có những cái ống kính đa tiêu cự nó là 2.0, nhưng thực sự là cái vấn đề khẩu độ 2.8 từ kinh nghiệm thực tế của mình cho thấy rằng là để mà nó ra bokeh tốt này để nó ra những cái lung linh hay là các thứ thì thực sự là nó không thể so sánh với những cái ống kính fix được Thực sự là như thế Ngoại trừ 7200 ra bởi vì nó là tele thì chúng ta sẽ có một cái khả năng ra bokeh cũng như Các thứ xóa phông nó tốt hơn Nhưng thực sự là nếu để so với fix thì rất là khó thực sự để tách người khỏi nền như là fix thì thực sự là mình nghĩ rằng Những ống kính đa tiêu cự như 16-35 hay 24-70 hầu như là không làm tốt chuyện đấy Đặc biệt là khi chúng ta quay video nữa nên là nếu anh em quyết định lựa chọn cái yếu tố này thì mình khuyên là anh em nên mua FIX FIX rẻ hơn rất nhiều, chẳng hạn như FIX 50 này, 85 và 35 1.8 thực sự đều là những ống kính FIX rất tốt Và giá thành rất hợp lý đến từ tất cả các hãng luôn Đấy là theo cái quan điểm đánh giá cá nhân của mình Còn yếu tố cuối cùng mình muốn nói tới ở đây đó là anh em nên lựa chọn những tiêu cự nào khi anh em mua ống kính để quay video Thì theo mình đối với ống kính đa tiêu cự ấy, thì anh em nên lựa chọn 1635 Đối với mình thì mình không thích dùng 2470 để quay video lắm đâu Thực sự đây là từ bản thân mình à, Với mình 1635 nó mang được hai cái yếu tố Đầu tiên là yếu tố nhỏ gọn và dễ chạy trên gimbal khi mà anh em quay video Nó không quá nặng để khiến chúng ta cầm lâu nó sẽ bị mỏi tay hay là đau lưng còn đâu nó sở hữu hai cái tiêu cự vàng ở trong làm video đó là 24 và 35 đương nhiên là nhiều bạn sẽ bảo là 2470 là một ống kính gọi là Uh, sở uh, tuyệt vời để chụp ảnh. Đương nhiên cái đấy mình không phải phản đối luôn. 24 70 thực sự là ống kính không thể thiếu đối với bất cứ ai làm nhiếp ảnh. Nhưng đối với video, mình nghĩ là không cần thiết phải sử dụng 24 70 lắm. Trong cái hoàn cảnh mà chúng ta quay video, vì lắp lên gimbal nặng lắm và chạy nó rất là khó chịu. Còn đâu thì đối với ống kính fix thì anh em sẽ phải giữ cho mình một con fix góc rộng và một con fix tele. Thì như mình thì mình yêu thích nhất là sử dụng fix 24. Mình thực sự rất thích fix 24 bởi vì nó vừa đủ rộng này. Theo tiêu chuẩn của Cine chúng ta cũng chỉ có fix 24 là rộng thôi không có dưới đâu nhá gần như là không có dưới còn đâu thì uh, chúng ta sẽ có một cái độ méo ít rất là ít bố cục dễ này ít méo còn nếu anh em sử dụng những cái fix rộng hơn hay những tiêu cự rộng hơn là tiêu cự 16 nhé Hay các thứ ở dưới thực sự nó sẽ méo, méo rất rõ Và nó khiến cho cái đối tượng của chúng ta quay người chẳng hạn ấy nó bị lồi lên Nó biến dạng hình ảnh Mà trong cái đấy nhiếp ảnh thì còn được Chứ trong video chúng ta rất phải hạn chế cái độ biến dạng của hình ảnh khi mà xem Vì người xem khi mà nó di chuyển ấy, những cái ống kính rộng quá Khi mà đối tượng di chuyển nó sẽ bị hiện tượng méo liên tục Theo rất là khó chịu còn đâu thì đối với uh, fix tele thì mình khuyên anh em nên mua 85 đừng mua 100 hay là mua 135 thực sự là 85 là tiêu cự vàng đối với mình trong cái gọi là quay chụp chân dung nói chung và nó không bị quá xa ấy, như là ống kính 135 hay 100 135 100 rất là xa nhé anh em thử mà bố cục nó khi quay video cực kỳ khó luôn nó quá xa nên là thông thường mình sẽ khuyên anh em chọn 85 còn nếu như anh em nào không thích 85 ấy mà anh em thích một con đa tiêu cự phổ biến hơn thì anh em có thể chọn 7200 như mình thì mình có 7200 nên mình không sở hữu fix 85 mà mình thường mang 24 và một và 7200 thôi là vừa đủ để mình có thể làm nhiều thứ khác nhau ở trong cái quá trình quay video của mình. Thì uh, sẽ có một anh em đặt số các câu hỏi khác như là liệu chúng ta nên mua lens for không, tức là lens của bên thứ ba không? Thì thực sự là mình nghĩ rằng là việc mua ống kính của bên thứ ba như là những hãng Tamron này, Sigma này Uh, hay là các thứ vân vân ấy, hay là các thứ thì thực sự là chất lượng quang học của nó vẫn rất tốt, thực sự đến thời điểm giờ là không có gì phải chê trách cả. Những cái dòng xích ạ thì thực sự là rất là tuyệt những cái con fix đấy. Tuy nhiên thì nếu mà để so với len của hãng thì đương nhiên nó sẽ có những cái nó bị chênh lệch. nên đương nhiên là len hãng nó đắt hơn bởi vì nó có lý do của nó nữa nên là nếu như anh em không có quá nhiều điều kiện kinh tế thì anh em vẫn có thể mua những cái lens đấy và chất lượng khoa học của nó vẫn rất tốt đối với Sony chẳng hạn thì mình đánh giá rất cao những con như là Sigma 30.4 này, uh, Sigma 16 này uh, cho Body Crop và trên Full Frame thì mình đánh giá rất cao những con uh, uh, Sigma 35 và Sigma 50a cho Sony thực sự rất là tốt chất lượng cực kỳ tốt luôn nếu so với lens hãng thì nó cũng không thua kém quá nhiều đâu mà giá thành nó tốt hơn thì đấy là những cái gì chia sẻ và những cái tiêu chí mình đặt ra thông thường khi mà mình quyết định mua một cái ống kính để làm video thì anh em hãy chia sẻ cho mình những cái quan điểm những cái đánh giá của anh em về việc là nên mua ống kính như thế nào bằng cách comment ngay dưới video nhé và anh em đừng quên nhấn like nhấn subscribe nhấn biểu tượng chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau